quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, các địa phương trong vùng Tây Bắc đã có những chuyển biến quan trọng. Bức tranh kinh tế Tây Bắc nhìn chung đã có những khởi sắc mới. Tuy nhiên, thì mặc dù đạt được nhiều thành tựu, nhưng về cơ bản Tây Bắc vẫn còn nghèo, với các tiềm năng và lợi thế lớn chậm được khai thác. Vì vậy, cần thúc đẩy mạnh xúc tiến thương mại vùng Tây Bắc. Sở Công Thương Hòa Bình cho biết, một trong những nét nổi bật trong hoạt động xúc tiến thương mại vùng Tây Bắc là Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc Hòa Bình. Với chủ đề Vùng Tây Bắc cùng cả nước hội nhập và phát triển được tổ chức mới đây, hội chợ đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong khu vực được quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường, cũng như hỗ trợ người tiêu dùng tiếp cận những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cũng như là thương hiệu. Còn qua các hội chợ trước đây thì đã có cái hiệu quả đáng kể. Hội chợ lần này thì tôi thấy là mới đầu thì tôi thấy là cũng rất là phong phú, nhiều mặt hàng và các huyện đều là hồ hởi, các doanh nghiệp đều là rất là vui mừng khi mà đem được hàng sản phẩm của mình để trưng bày vào bán, cũng là cái quảng bá để tạo điều kiện cho cơ hội phát triển của các doanh nghiệp. Hội chợ Công Thương vùng Tây Bắc Hòa Bình 2015 có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với trên 300 gian hàng của gần 200 doanh nghiệp tại Hòa Bình và 16 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Trong nhiều năm qua thì chúng tôi liên kết với lại Bắc Ninh, với Thái Nguyên, với Hà Bắc, với Bắc Giang, với Tuyên Quang, rồi là Lào Cai, Lạng Sơn. Và đặc biệt là lần này thì chúng tôi đẩy mạnh cái xúc tiến vào cái thị trường của tỉnh Hòa Bình của chúng ta. Với hy vọng của chúng tôi rằng những cái tiềm năng thế mạnh về các cái mặt hàng thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là lĩnh vực chạm bạc đồng sâm, cộng với lại những cái sản phẩm có tiềm năng thế mạnh về hàng nông sản thực phẩm, thủy hải sản thì chúng tôi sẽ vào thị trường để đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng ở đây. Đối với ngành công thương tỉnh Hòa Bình để đẩy mạnh cái hoạt động xúc tiến thương mại thì một mặt là chúng tôi có trong cái chương trình hàng năm là đều có những cái hoạt động giúp cái xúc tiến thương mại của địa phương phát triển. Rồi chúng tôi chú trọng vào đưa các doanh nghiệp đi tham gia xúc tiến thương mại chung của các tỉnh cũng như là của các địa phương khác. Vùng Tây Bắc nói chung và Hòa Bình nói riêng thì cũng có rất nhiều cái sản phẩm mà mang chất đặc thù mà có thể giới thiệu được với các địa phương. Đó cũng là một cái thế mạnh của miền núi. Bên cạnh các doanh nghiệp Việt Nam, các doanh nghiệp đến từ Thái Lan, Lào, Trung Quốc v.v. đã góp phần vào sự phong phú đa dạng của sản phẩm hàng hóa tại hội chợ, đồng thời cũng đẩy mạnh giao thương liên kết xúc tiến thương mại, dịch vụ, đầu tư giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Có thể nói việc tổ chức hội chợ tại các vùng kinh tế trọng điểm nói chung và Tây Bắc Hòa Bình nói riêng là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam giao thương, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây cũng là bước chuẩn bị thiết thực trước ngưỡng cửa cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành vào cuối năm nay.